À, xin kính chào bà con. Hôm nay em quay cái clip để xử lý cái đồng hồ này nó bị vô nước đó bà con. Kiểm tra thì nó bị vô cái chỗ này nè. Giờ em đã tiến hành thay tra dầu cho nó, cho mở đó. Hai loại luôn. Cái này là để tra vô mấy cái chỗ mà cái cốt này, cái chốt này. Còn dầu em mua thêm loại này nữa để tra vô cái ron của nó. Hai loại luôn, em mua trên Shopee hết nha bà, y là sẽ đây hết nha bà con. Thì chỉ cơ bản thôi nha, còn nếu mà nó bị nặng quá thì đến đến thầy thợ chuyên nghiệp nha. Thầy thợ chuyên nghiệp thì người ta có kinh nghiệm chống nước rồi, em chỉ làm dạng amateur thôi, dư thôi. Nếu mà đồng hồ mà bị vô nước nhẹ đó thì bà con chỉ cần bỏ lấy cái đồng hồ đó rồi giật cốt ra bỏ vô cái hộp chống ẩm á, rồi bỏ thêm mấy cái hạt hút ẩm á, là vượt qua một đêm là đồng hồ của bà con sẽ bị khô nha. Đối với mà đồng hồ pin thôi nha, còn với đồng hồ cơ thì bà con nên đem lại thợ để người ta lau, chứ nó để lâu rồi nó bị xét với cái răng này nọ đồ, mấy chi tiết nhỏ nhỏ bên trong của nó. Tại vì đồng hồ cơ á nó nhiều chi tiết phức tạp mà nhỏ 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 lắm, nó mà xét gọn cái là mốt nó khỏi chạy luôn nha bà con. Còn đồng hồ về đồng hồ pin thôi, mình có thể tự xử tại nhà được. Còn đồng hồ cơ mà lỡ nó vô nước thì nên đem đến thợ chuyên nghiệp để người ta vệ sinh lại, để lau dầu này nọ đồ lại để cho nó không có bị xét mấy cái chi tiết bên trong. Nếu bị xét chỉ mấy chi tiết bên trong là mốt nó sẽ hư, nó kẹt nó hư này tùm lum, mà nó lúc đó thì tiền tốn nó còn nhiều hơn nữa. Thì em lưu ý vậy thôi. Còn những đồng hồ pin như này nè thì mình có thể tự xử ở nhà nha bà con, nếu mà hiệu nhẹo nha. Còn nếu mà máy móc đồ nó chưa bị gì hết, máy ra giống như máy này em gỡ ra em để trong cái hộp mình đó, rồi mình vệ sinh nó lại thôi. Giờ em sẽ thay cái ron của nó luôn, có hai bộ phận nè, ron của nó là ron cũ của nó, đây là con cũ của nó, là qua sau thời gian nó cũng bị lão hóa rồi nha bà con. Con này là dày 0.7 mm nha bà con, em mua cũng loại là 0.7 luôn, size là 40, nhớ không lầm là 40. Nhớ không lầm là size 40, đợt theo là vừa. Đây, người ta bán một lần chục sợi chứ không ai bán một sợi nha bà con. Chơi mà rẻ mà. Từ mốt để dành mình hai cái khác tiếp. Mỗi lần mình thay pin thì mình thay cộng ron, mỗi lần thay pin thay cộng ron thôi. Thì ở doanh nghiệp người ta có đeo, làm ta đeo bao tay đàng hoàng nha bà con, chứ không phải làm tay hô giống em đâu, tại mình làm bình dân mà. Nhiều khi mình làm chuyên nghiệp quá người ta nói thằng này làm màu nữa, khổ nữa. Đây là này gel này để dành chống ẩm cái cốt luôn nè bà con, mấy cốt này nè đó. Mình quét một miếng nhẹ vô, miếng thôi. Rồi mình quét, cứ quét đi rồi mình vệ sinh lại, quan trọng là nó vô cái cốt nè. Rồi mình ấy xong mình vẫn nhấn nữa nha, để cho cái dầu này nè. Để cho cái dầu này nó sẽ thấm luôn vô trong để cạn nước lại. Nhất là cái lỗ trên này nha mọi người, cái này đồng hồ này nó nặng nhất là cái lỗ trên này nè, nó một hôm mình test là nó vô vô nước đó, là lỗ phía trên này nè. Mấy cái hàng này lên Lazada có hết nha mọi người, không có ý quảng cáo cho Lazada đâu, nhưng mà trên đó có bán thiệt, mình cứ lên đó mình mua, người ta ship tận nhà cho mình cho nó gọn, xin không mà phải test nó nữa. Cái kính này nó cũng bị trầy rồi nha, này mốt nó trầy quá thì nói cái
Ông chủ là anh hai tính sao phia luôn, cũng của Trung Quốc luôn, ra cho giá nó rẻ. Con này mà kính sao phia mà hai hàng chỉnh giá hơi phê à. Nhưng mà tiền nào của ấy sử dụng mà pin Nhật với pin Thụy Sĩ thì mình xài được tầm 3 năm, pin Trung Quốc thì mình xài tầm 1 năm hơn tí, tùy theo loại máy. Này nó bị trầy này nha, còn phải xử lý nó xong, lau nó sạch sẽ, còn thử nước nữa coi nó có bị vô nước lại không. Cái bàn giao thì mà như em nói lúc đầu á, nhiều bà con mà bị vô nước nhẹ thì bà con mua túi hút ẩm á, bà con để vô cái đồng hồ hoặc để trong cái hộp hoặc cái bịch gì đó kín nha, nó mới hút được nha. Còn để mà không có đâu kính là nó không hút được đâu, nó hút không khí không. Đừng để vô gạo, gạo không ăn thua gì đâu, không xin dê gì đâu. Đừng phơi nắng luôn, phơi nắng nó cũng không có kêu ra được, nó không hút được, nó chỉ chuyển cái hơi nước từ chỗ này sang chỗ khác thôi. Khỏi sấy luôn, sấy là hư luôn á. Mà con lưu ý là nó giống như em chỉ lên, đơn giản vậy thôi, còn nặng quá thì đem tới thợ thôi nha, nói em chỉ nói nhẹ nhẹ thôi nha. Trường hợp nó vô máy mà vô đứng máy luôn thì có thể là hai máy luôn á. Vô nhẹ thì mình cứ làm như vậy, nếu có điều kiện mở nắp thì mở nắp, còn không có điều kiện mở nắp thì rút chốt rồi bỏ vô tủ chống ẩm qua một đêm coi nó làm sao. Đeo lên tay rồi nó còn ẩm, hơi ẩm còn bốc lên hơn, còn bốc thì bỏ vô tiếp, còn không bốc thì thôi là nó hút được hết rồi. Phải tìm phương pháp xử lý nó coi nó bị vô được nào rồi xử lý nó, còn nếu không xử lý thì mình phải hạn chế đi tiếp xúc với nước thì thôi. Đây là đồng hồ máy cục coi nha, một con đồng hồ này là máy của Miyota. Miyota là một thương hiệu của Citizen đó nha, thương hiệu máy của Citizen nha bà con. Máy cũng được, dùng thì cũng bền đó bà con, mà nó không có gì đâu bật á, chủ yếu là chạy đúng giờ thôi. Đồng hồ của Mỹ thì đa số là đồng hồ thời trang là chính nha bà con, không có giống như đồng hồ của Nhật với Thụy Sĩ. Nhật Thụy Sĩ thì nó còn có yếu tố này nọ, máy móc cơ khí này nọ đồ đỉnh cao công nghệ đỉnh của chớp gì đó, còn cái nó làm thì hình thức rất là đẹp, nhưng mà nó cũng phải thôi, nó lo nghiên cứu thời trang và máy móc nó đưa thằng khác làm vậy cho gọn, khỏi tốn thời gian nghiên cứu máy móc gì cho nó mệt. Ngon lành cốt cốt nữa, cốt thì sao cũng vậy luôn. Ra là mấy chỗ này nó cũng có ron đó bà con, như em nói á, bà con ví dụ mà bị vô nước á, bà con kéo cái chốt này ra rồi để trong tủ chống ẩm qua một đêm, nếu nó hết thì ok, còn không hết thì mình xử tiếp, thì mình sẽ khắc phục tiếp, mình tìm biện pháp mình khắc phục tiếp. Em coi cái dòng mở vô ngon lành chưa đã. Để chắc ăn hiện thêm một tí nữa nha mà con.
Hatoko. Đó. Giờ xong một phần này. Giờ thì sao? Đáp lại. Tới cái phần ron. Ron thì mình phải chà. Người ta sẽ có cái hộp nhưng mà con. Cái hộp để người ta để tấm ron vô, người ta chà 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 để cho nó hấm dầu, còn em không có, em chơi thủ công mà con. Người ta sẽ có cái hộp, người ta bỏ cọng vô, cọng ron trong đó đó, người ta chà. Thôi em không có gì, em test vậy luôn đi. Con thông cảm nha, em làm này là không có chuẩn nữa nha mà con. Nó còn có cái hộp nữa, để cọng ron thì mình chà 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 đó. Cho nó hấm dầu đó. Mình không có thì mình có nhiêu chơi nhiêu rồi đi. Thiên hạ lá vườn mà. Miễn sao mục đích của mình là đạt được mục đích là chống nước thôi. Với lại ron của mình cũng nhiều mà không tới chục sợi lần mà lo gì. Để chắc ăn thì mình ấy xong tầm 15 phút mình đem thử nước nha mà con. Ăn nước liền nhiều khi nó chưa có ăn đâu. Rồi, lượm. Dặn lại thôi. Nó mà còn yêu nước nữa thì chia tay luôn. Đem ở chuyên nghiệp luôn. Đã quá sức của em. Quá sức mà quá trình độ của em. Được biết. Đợi em lên núi em tu luyện thêm rồi em xử lý nó tiếp. Rồi vậy nha bà con, vậy em dặn lại nha. Tại nó cán cán án án rồi khó dặn. Thì em chốt lại là nếu mà bị vô nước á, nhẹ nhẹ bị ẩm tới mặt này, bà con mua cái túi hút ẩm á, trên web người ta bán nhiều lắm. Bà con cũng có cái hộp chống ẩm á, hoặc cái hộp gì mà kính á, thì bà bỏ nó vô, bỏ hạt chống ẩm đó vô cái hộp đó với đồng hồ luôn, rút chốt ra, rút chốt ra để nó hút được cái chốt, nhưng mà nhiều khi kính quá nó hút không tốt thì thôi. Còn nếu mà đồng hồ cơ á thì bà con nên đem đến thợ, bị vô nước thì bà con nên đem đến thợ để người ta lau cho chắc. Cái nhiều khi nó đọng nước rồi nó mới rỉ sét mấy chi tiết bên trong nó thì không có tốt, nó hư hết. Sau này thời gian nó rỉ sét rồi nó hư hết nguyên cái đồng hồ của mình. Ví dụ đồng hồ mà rẻ rẻ không sao, đồng hồ hàng chục triệu, hàng trăm triệu bị hư hao thì phí lắm, mà trong khi mình có thể xử lý được. Rồi vậy nha bà con, có thắc mắc gì bà con để lại bình luận bên dưới nha. Còn nếu em có trong quá trình làm có sai sót thì bà con góp ý thêm giùm em nha bà con. Rồi cảm ơn bà con đã xem clip, xin chào bà con và hẹn gặp lại.